Người sẽ tư vấn cách tập luyện thể thao cũng như phương pháp phòng tránh chấn thương là bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, chuyên gia y tế có kinh nghiệm nhiều năm, là bác sĩ của đội tuyển bóng đá Việt Nam, người đã đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong kỳ tích giành ngôi Á quân châu Á tại Thường Châu. Xin chào bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Anh có thể cho khán giả được biết là bộ môn chèo thuyền sắp thì sử dụng nhiều những nhóm cơ nào trên cơ thể được không ạ? Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Môn chèo thuyền sắp thì đã có rất lâu tại Mỹ. Nó quê hương của nó thì xuất phát từ Hawaii. Nó mới du nhập được về Việt Nam thì cách đây khoảng độ trên dưới 2 năm mà thôi. Môn chèo thuyền sắp này thì là một môn chơi khá là đơn giản, cho nên là nó cũng không kén người chơi lắm. Từ người trẻ cho đến người già đều có thể chơi được, miễn là sức khỏe là cho phép. Đấy là cái nhất. Còn cái thứ hai là trong cái môn chèo thuyền sắp này thì nó chỉ dùng khoảng độ 70% tất cả các nhóm cơ trong cơ thể. Cụ thể cái nhóm cơ vùng cánh tay, nhóm cơ vùng cánh tay trước, cơ nhị đầu, cơ tam đầu, rồi cơ vùng cẳng tay, đấy vùng tay và vùng vai cơ delta, và nhóm cơ trên gai, dưới gai, cơ thang và toàn bộ cơ khóng cơ lưng, đấy là vùng thân trên. Còn ở cái vùng cả vùng lưng này nữa, tất cả những cơ vùng lưng và cơ chéo bụng trong, cơ chéo bụng ngoài cũng giống như là cơ bụng cụ thể, và giống cả nhóm cơ vùng mông, giải chậu chày và nhóm cơ đùi trước, đùi sau. Và cái môn này thì sẽ dùng cả tất cả những cái cơ từ ngón chân trở lên, từ ngón chân, bàn chân, vùng mắt cá, bắp sau, thậm chí cả những cái ngón tay là dùng cũng rất là nhiều. Môn này thì cần phải dùng tương đối nhiều tất cả những cái khớp từ dưới lên trên, tương đương với khoảng độ 70% cơ thể là phải dùng đến nó. Cụ thể như là trên đây tôi có một cái hình ảnh cụ thể về mô tả về môn chèo thuyền này thì từ dưới lên trên tất cả các nhóm cơ vùng bàn chân, cẳng chân sau, cơ đùi trước, đùi sau hay gọi là cơ ham sinh, cơ mông, nhóm cơ bụng, cơ lườn, cơ vai và nhóm cơ thang vùng lưng và nhóm cơ cánh tay và cẳng tay. Vâng, thưa các bạn, là nó dùng khoảng độ tương đương với khoảng độ 70% tất cả các khớp và các nhóm cơ trong cơ thể. Với một bộ môn như chèo thuyền sắp thì người tập có nguy cơ chấn thương ở những bộ phận nào ạ? Thưa các bạn, vì đây là một môn thể thao dùng tương đối nhiều các nhóm cơ và khớp trong cơ thể, đặc biệt là cái vùng vai. Đặc biệt là vùng vai là rất hay bị chấn thương. Cái vùng vai này tương đương với cái đa phần là bị chấn thương cái đai xoay. Cái đai xoay của vai nó cấu tạo bởi bốn cái nhóm cơ. Cơ trên gai, cơ dưới gai và cơ trên vai và cơ dưới vai. Đây là những cái môn mà chèo thuyền mà luôn luôn sẽ có một cái tư thế tay nó ở trên cao hơn đầu một chút, cao hơn vai một chút, thì cho nên là rất dễ bị chấn thương vùng vai đó. Thì cái vùng khi luôn luôn các bạn luôn lưu ý là nếu như mà khi mà chơi môn này mà thấy đau vùng vai này thì chắc chắn là nó đã có một vấn đề rồi. Thì các bạn cần phải hỏi những chuyên gia. Đấy, cũng giống như là vùng khuỷu tay, vùng vai và vùng khuỷu tay. Vùng khuỷu khuỷu tay này thì cái môn này là cái môn đây là môn nó có mang tính chất là chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái vùng khuỷu tay này là cái vùng cẳng tay là dùng rất là nhiều. Và nó có thể đau ở cái vị trí cái mỏm lồi cổ ngoài của xương cánh tay. Ba nữa là vùng lưng. Ba nữa là vùng lưng. Khi mà môn chèo thuyền này thì ta phải dùng cái nhóm cơ lưng này tương đối nhiều. Và nếu như mà cái nhóm cơ lưng này nó mà không được chuẩn bị kỹ càng về sức mạnh thì cái khả năng mà đau cái vùng lưng này là rất là cao, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Đấy, thứ tư là có thể là đau cái vùng gối, vì khi chúng ta trụ thăng bằng trên ván là dùng gối là trùng tương đối nhiều thì có thể là sẽ bị đau ở cái vùng gối, vùng mặt trước gối này. Nó là cái mấy cái nhóm gân và cái khớp chè đùi.
Đấy là những cái nhóm nhóm chính và những cái khớp chính mà thường hay gặp ở môn chèo thuyền. Làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế những chấn thương khi tập bộ môn này ạ? Nó cũng không thể nào tránh được cái chấn thương nếu như chúng ta không chuẩn bị được những cái sức khỏe cũng như những cái dụng cụ tập luyện cho được thật tốt thì khả năng chấn thương cũng sẽ rất là cao. Các bạn phải khởi động thật là kỹ, khởi động thật kỹ tất cả các nhóm cơ, tất cả các nhóm cơ, vùng như là mình vẫn chơi gần như toàn thân, vì cái môn này gần như là toàn thân, dùng cái sự thăng bằng cũng như là cơ toàn thân, cho nên là các bạn cần phải khởi động kỹ tất cả từ ngón chân toàn thân cho đến kể cả những cái ngón tay đấy, cho đến tận những ngón tay, nhất là những cái vùng vai và những cái vùng lưng này. Ở môn này thì nó mang rất là nhiều lại những cái lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là một số những cái bệnh lý về lưng. Theo cái tổ chức cột sống quốc tế thì đã chứng minh được rằng là môn chèo thuyền rất có lợi cho cột sống thắt lưng cũng như cho vùng vai và vùng cánh tay. Sau khi người ta nghiên cứu thì thấy rằng là khi chơi cái môn này thì nó có giảm được cái lượng mỡ thừa cũng như là tăng cái độ cơ của những cái vùng đó để cho cơ thể được săn chắc hơn nữa. Đặc thù của môn chèo thuyền SUP là người chơi có thể di chuyển ở một quãng đường dài lên tới 2 km hoặc hơn. Vậy theo bác sĩ Thủy thì người tập cần bổ sung nguồn dinh dưỡng như thế nào để duy trì được thể lực trong lúc chơi bộ môn này ạ? Môn chèo thuyền này thì cũng giống như tất cả những môn thể thao khác thì luôn luôn để về dinh dưỡng. Điều đầu tiên thì các bạn nên ăn những thực phẩm tốt cho tất cả những về cơ xương khớp trước đã. Đầu tiên là cho các khớp. Các khớp thì là những cái động vật mà có vỏ như là cua, tôm, ốc, những động vật có vỏ, những cái đấy cái thành phần glucosamin của nó rất là cao để tốt cho các cái khớp của mình. Cũng giống như là nó còn có tác dụng là giảm đau chống viêm nữa. Cái thứ hai là những cái chất đường bột, cái nguồn năng lượng quan trọng nhất là hydrate carbon hay còn gọi là tinh bột đó. Các bạn có thể là ăn tất cả những cái nguồn thức ăn dồi dào, cân bằng từ bột, đạm, đường, mỡ. Nhưng khi trước khi bạn chơi thể thao thì nên dùng những cái thực phẩm có nhiều hydrate carbon. Như trước đây thì chúng tôi cũng có cho tất cả các cầu thủ trước khi thi đấu thì các bạn ấy có thể là ăn một chút bánh mì cùng với mứt hay là một chút cháo cá hồi trước khi tập luyện thể thao hoặc là thi đấu thì cũng rất là tốt. Tôi xin chúc tất cả các quý vị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công, và luôn luôn là cháy mãi với niềm đam mê của mình, đam mê thể thao của mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.